cũng là chuyện đó, chuyện của công ty em ha. Anh nói chuyện xuống vậy, nói thẳng cho anh luôn á. Anh thích cái cảnh ở trên rồi xuống. Anh cứ gọi nhà công an để đây. Không cần thiết. Chúng tôi chào anh lớn đã con rồi. Đâu đây anh mới xem làm gì? Chuyện của ta làm gì? Anh chỉ tất cả thì không chạy thôi. Cái chuyện đừng có muốn lớn ở đây. Nói thẳng thì biết. Chào anh không chạy cái gì? Khi chị đó cần cái đồng tiền người ta. Chị đi đầu tư khác, nó xin lời trả. Thôi người nào có nhiệm vụ nói chuyện thôi, nhiệm vụ đuổi ra không? Anh đừng có nghĩ lớn cơ tổ cho anh hồi nãy giờ anh muốn xâm thâm tôi nói. Cứ lấy 50% cũng được hết tôi không biết. Không có liên quan tới cháu với chị Hoa mới
liên quan tới là miếng đất, là miếng đất không có liên quan gì tới ông gì đó, ông gì đó, ông Khoa. Khoa còn chỗ đó cháu mà ông Khoa đó. Dạ, cứ đưa hai cái tờ giấy họ lãnh ra và đồng thời đưa cái sổ đất của chị ra. Nếu ra mà chị sai thì đền cho bà gấp đôi chị cũng đền. Cái sổ đó. Tụi em đã phê đặt quyền sử dụng đất này. Đúng chị. Đúng. Chị đã bán rồi. Bán lâu rồi. Rồi. Mà chị Kho có nói là đưa cho mình sổ đó rồi. Nhưng mà chị Kho cũng nghĩ tình như thế. Bất cứ. Chị cũng nghĩ tình chị Khoa, chị không lấy cái lại tờ giấy này. Cậu trả qua nó 1 tỷ mà khi mà cả mà chị đã bị người ta. Bà Khoa bà đẻ trước chị mà. Bà Khoa với chị làm ăn bao nhiêu năm rồi, cả 10, 20 năm rồi. Giấy này nè, chị đưa cho chị Khoa. Nói về cái đồ này, chị nhắc chị Khoa nhiều. Dạ, nghe xong này chị trẻ sao chị Khoa mà. Nói chị nghe nè. Chị hiểu là chị mới làm như vậy đó, à, chị không hiểu là chị không luật mà chị ghi trên bảng người ta 1 tỷ đồng mà chị không hết việc này, chị chủ nhân đất hỏi tất cả anh em ở đây có ai chưa chị không, đúng không, người ta phải em nói người ta đúng chị, anh nói em làm cái đất đó, cái nếu không giấy này nè, chị không giấy, chị không tin chị bán cái đất đó chị không cần cái quyền sổ đó, đúng không, là chị đang làm cái gì, phải trả tiền mà Kho mới đưa giấy lên sổ đỏ cho chị, chứ em nói chị mất người là 1 tỷ chứ đâu phải không đâu, tự nhiên bạn cầm cuốn sổ đỏ của chị mà bán không. Chị cái tờ giấy này không làm có việc em đi lấy được tiền người ta về cắt. Không phải đây là anh nói em nghe, tóc cắt ra chứ không phải em lấy tiền nha, đúng không? Anh hiểu em. Còn nếu như anh nói em nghe, cái này là nhân sự, đúng rồi, đưa ra tòa, cái này quyền đưa nếu ra tòa ra tòa hòa giải xong, bên em có quyền bán đâu, bên em được quyền còn tụi em cái này là được quyền không ra tòa. Đúng, em chưa liên quan tới. Nếu cái hợp đồng xong rồi này rồi là của em, cái hợp đồng của em. Cái chuyện hợp đồng này là người cái hợp đồng cũng được. Đây là hợp đồng kia bạn, bây giờ em không có đây. Anh nói em á, cái này ngày xưa nó là công ty đòi nó thuê, bây giờ lách thành mua bán đâu. Không ai công nhận thế. Anh nói em nghe, cho phép em mua bán đợt với điều kiện tòa người ta phải hòa giải thành. Ta đưa cái giấy nợ không, cái em có thể là em đòi tiền thì tại sao được? Anh phải biết việc em sẽ làm. Em nói lại, đừng có quay đầu. Muốn đưa ra tòa hay không được quyền người ta, mà người ta muốn bán hay không được quyền người ta bán. Đấy, anh cũng có bán lại này. Không có gì công ty gì á. Hưng Thịnh, này bán cho mấy công ty Hưng Thịnh đi đòi nợ giùm luôn đây nè. Không, đấy là chuyện của chị ạ, đấy là chuyện cá nhân của chị. Dạ, chị đẻ ra cái công ty đòi nợ này. Ôi, bây giờ không có nói chuyện để ai có đẻ, nhưng mà anh nói bây giờ nếu như xác định đúng là bên nên nợ bà Kho là phải tòa nó phải giải quyết hòa giải thành ra và có quyền đông ra tòa thì nó mới công nhận, còn chỉ là cái giấy nợ không, mà trong chi tiết đó nó có nhiều vấn đề trong đó, có những loại sổ đỏ bây giờ không đưa sổ, nếu mà về pháp lý không đưa sổ sao bán được đất anh, đúng rồi, ủa tôi không đưa tiền, nếu không đưa tiền sao lấy sổ, vậy cái giấy chị nó xé giấy được chưa, giấy gốc của chị đây đâu rồi, ủa giấy gốc đã tôi nói rồi, người ta đưa được cái sổ thì làm ăn với nhau rồi, cái giấy này làm gì, làm ăn với nhau phải cầm cái tờ giấy này cho chị này, đúng không, người ta thôi nói giờ là biết rồi, còn bây giờ muốn anh nói em nghe, anh nghe bây giờ nói trường hợp như thế này, trong này ví dụ như nó không có cái sổ này nè, bây giờ làm ăn với nhau thì không đưa ra cái sổ, trả tiền đưa sổ xong tôi cầm cái sổ đó là được rồi, còn nó gọi là làm ăn với nhau, đúng không, đúng giống nhà em rồi đó, đúng giống nhà em. Chị đừng có bú láo ở đây. Có thằng chị biết. Cho chị trả cái gì. Khi
cầm cái đồng tiền người ta chứ đi đầu tư khác nó sinh lời cả thôi. Người nào có nhiệm vụ nói chuyện không là vụ đuổi ra không. Anh đừng có nghĩ lớn cơ tủ con hồi nãy giờ anh muốn xâm thầm tôi nói tôi lấy 50% cũng được đó tôi không biết. Tôi phải trách nhiệm đây tôi nói chuyện được không? Đây là người nhà tôi. Chị nói chuyện nhà chị biết quan gì của tôi. Người nhà của chị có thiếu nợ tôi không? Thiếu nợ tôi đòi ông luôn á, đừng nói chuyện với chị. Chị cũng thiếu nợ tôi nhưng mà ngày hôm nay là chị thiếu nợ tôi. Nói gì bếp thông báo thì bếp luôn. Thẳng là anh thiếu nợ ra tòa. Ra tòa hay không gọi quyền của chị quyết định. Nghe ai còn chị muốn trả hay không là chuyện của chị. Còn tôi đòi hay không còn là chuyện của tôi. Nghe. Ủa thế em đang đâu rồi? Còn gì bếp, thất thiện ngay cái điện đi. Đừng ăn xong xong cũng mở vô đây làm gì. Còn chị không trả gì cũng quyền đứng lên. Anh hiểu luật, anh nói chuyện chẳng đi thì được luật. Anh không có biết, nhưng mà anh chủ yếu là mục đích là cái tờ giấy này thôi. Chị ơi, chị của ta, chị của công ty người ta mua bán, anh đang xem vô à? Anh quản được không? Anh biết được bao nhiêu công ty nguyên nào, bao nhiêu nào kia mà chị anh. Không, anh làm được, anh biết, không anh không biết. Chị 3 tuổi mà chị đẻ công ty mua bán hả? Sao làm ra một cái công ty này nhỉ? Làm như thế nào, làm công việc ta hả? Chị làm được, nói chung chị có thể làm được. Cho mượn 1 tỷ mấy xong rồi lấy bỏ thêm tiền lấy miếng đất người ta luôn. Bây giờ thì chạy ra, miếng đất bán ngoài lấy sổ làm gì? Cố tình để người đây lưng cấm nhau. Mà anh thâm chị tự hiểu cho ai hiểu. Đất thì bán rồi lấy sổ làm gì? Hả? Ủa sao không trả tiền sao ta lấy được nữa? Trả tiền cho bác chính hợp. 1 tỷ mấy, chứ không phải 100 mấy. Thì không phải